Kính chào quý vị khán giả đã theo dõi bản tin y tế do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 8 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Bé trai 10 tháng tuổi ở Hà Nội phải thở máy, suy hô hấp vì mắc tay chân miệng. Thanh niên 24 tuổi cấp cứu suy đa tạng sau khi ăn xôi nếp màu. Ngộ độc nấm, 6 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu. Nâng ngực trong khách sạn, cô gái gặp họa biến chứng nặng, ngực áp xe chảy mủ. Hai người tử vong sau khi săn mật ong, cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi lấy mật. Người phụ nữ mù mắt, cụt tay vì điện thoại phát nổ khi sạc. Kỳ tích nuôi sống bé sinh non có tuổi thai và cân nặng nhỏ nhất Việt Nam. Trục lợi bảo hiểm y tế, có người 8 tháng khám trên 50 lần, mượn cả thẻ y tế người đã chết. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội vừa tiếp nhận một bệnh nhi là bé PMN 10 tháng tuổi vào viện trong tình trạng viêm phổi có suy hô hấp kèm theo biểu hiện tay chân miệng không điển hình. Sau một ngày điều trị, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu chuyển độ nặng của bệnh tay chân miệng, mạch nhanh 200 lần một phút, sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, suy hô hấp tiến triển, huyết áp tăng. Bệnh nhân được thở máy hỗ trợ hô hấp và điều trị theo phác đồ bệnh tay chân miệng độ 3, được dùng thuốc IVIG, các thuốc hỗ trợ tim mạch hạ áp. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân cải thiện, không sốt, nhịp tim giảm, huyết áp trong giới hạn bình thường, đỡ suy hô hấp. Với những bệnh nhiễm virus cấp tính như vậy, tình trạng chuyển độ có thể tiến triển rất nhanh, gây biến chứng nguy hiểm tới tính mạng. Có một vài cái biến chứng. Ví dụ như biến chứng đầu tiên là biến chứng ở não. Đấy, tức là virus gây xâm nhập vào não. Thì sẽ có những cái triệu chứng như là co giật, thế rồi thì là hôn mê, rồi thì là suy hấp. Biến chứng thứ hai gặp nữa là ở tim và ở phổi. Đấy, thì cũng có thể gây suy tim và có thể gây suy hấp. Tuy nhiên, biến chứng nhiều nhất vẫn là viêm não do tay chân miệng. Trẻ mắc tay chân miệng có nguy cơ chuyển nặng bất cứ lúc nào. Vì vậy, ngay cả khi đã được khám, có chẩn đoán theo dõi bệnh tay chân miệng độ nhẹ được kê đơn điều trị ngoại trú, cha mẹ cũng cần theo dõi sát. Khi có bất cứ dấu hiệu nào như sốt cao liên tục, không đáp ứng thuốc hạ sốt, quấy khóc vô cớ, nôn nhiều, giật mình nhiều, run, yếu chi hay các dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ ngay đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Sau khi ăn xôi lấy màu từ cây cỏ, 4 người trong một gia đình tại Lạng Sơn có biểu hiện ngộ độc, 2 người nặng hơn phải nhập viện điều trị. Trong đó có một cậu con trai 24 tuổi có biểu hiện suy đa tạng, suy hô hấp nhanh. Các bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vào cuối tháng 7. Bác sĩ Nguyễn Thành Đô, khoa hồi sức tích cực chống độc cho biết, những trường hợp nặng là hai mẹ con, hai người còn lại ăn ít, có biểu hiện nhẹ nên được theo dõi tại nhà. Triệu chứng ngộ độc diễn tiến nặng sau một ngày ăn xôi. Các ca nhập viện đều xuất hiện vàng mắt, vàng da toàn thân, nước tiểu đỏ sẫm. Riêng nam thanh niên 24 tuổi có biểu hiện suy đa tạng, suy hấp nhanh, phân áp oxy trong máu ngoại giảm nặng, được chẩn đoán là tan máu do ngộ độc thức ăn. Các bệnh nhân nhanh chóng đã được xử trí, đảm bảo tuần hoàn hô hấp, thở oxy, truyền máu, dùng thuốc đối kháng. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số xét nghiệm đã trở lại bình thường và đã được ra viện. Bác sĩ cho hay, loại cây cỏ tạo màu tím ngâm gạo nếp đổ xôi của gia đình không xác định được nguồn gốc. Ngoài hai mẹ con nam thanh niên kể trên, khoa hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cũng đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân bị tan máu sau khi ăn nấm. Bác sĩ Nguyễn Thành Đô, khoa hồi sức tích cực chống độc cho biết, ngộ độc thực phẩm có thể gây ra các biểu hiện như tan máu, phá hủy các tế bào hồng cầu. Bác sĩ Đô cho biết, việc phát hiện sớm chính xác tan máu sẽ giúp điều trị bệnh hiệu quả, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra như xuất huyết não, nội tạng, nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của người bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên dùng các loại cây, cỏ không rõ nguồn gốc hay các loại phụ gia thực phẩm là hóa chất nhân tạo, chỉ nên dùng các nguyên liệu tự nhiên từ các loại thực vật đã biết rõ là an toàn như gấc, cà chua, nghệ để chế biến thực phẩm. Để phòng ngừa ngộ độc và các bệnh liên quan đến thực phẩm, người dân không ăn những thực phẩm không rõ nguồn gốc, có màu sắc loè loẹt. Một gia đình gồm 4 người lớn, 2 trẻ em tại Sơn La đã phải nhập viện cấp cứu sau bữa cơm có món nấm nâu đỏ, thân trắng. Bác sĩ chẩn đoán họ bị ngộ độc, tiên lượng nặng. Các bệnh nhân trú tại huyện Mai Sơn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La hôm 3 tháng 8. Bệnh nhân cho biết tối cùng ngày cả gia đình cùng ăn nấm dại hái trên rừng. Chỉ sau khoảng 2-3 phút, cả 6 người đều có dấu hiệu ngứa khắp khoang miệng, họng, đau bụng và buồn nôn. Ngày 8 tháng 8, bác sĩ Mẹ Thị Xuân, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, sau khi thăm khám, 6 bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc nấm, loại nấm có chứa muscarin, giờ thứ nhất tiên lượng nặng. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc, các bác sĩ xử trí rửa dạ dày, truyền dịch lợi tiểu, nhuận tràng và sử dụng than hoạt điều trị giải độc cho bệnh nhân. Đến nay sức khỏe các bệnh nhân ổn định, được xuất viện tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Nếu ăn phải độc chất mà nghi ngờ bị độc rồi mà chưa nôn thì móc họng để nôn ra. Nhưng thật ra khi người ta ăn nấm vào thì người ta tin là cái nấm là lành,
và chưa buồn nôn thì người ta không nghĩ là người ta mắc bệnh. Còn một khi đã cái buồn nôn thì nôn không ngăn cản được, tự cái độc chất đấy nó gây nôn, như tất cả 10 cái bệnh nhân này đều nôn rất dữ dội, sau đó là tiêu chảy rất dữ dội, thì thể trở thành ra không cần phải gây nôn nữa. Tức là nôn và tiêu chảy rất nhiều sẽ dẫn đến là mất nước, và nếu như không được bù nước kịp thời thì sẽ tụt huyết áp luôn. Cho nên một cái nữa mà người dân có thể tự làm được là khi thấy nôn và tiêu chảy nhiều thì phải uống Orezon. Orezon tức là pha đúng tiêu chuẩn, một gói 1 lít, và cứ tiểu ra bao nhiêu, tiêu ra bao nhiêu nước thì uống vào bấy nhiêu. Sau đó là phải nhanh chóng đến viện. Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý hái các loại nấm lạ, nấm dại trong rừng để ăn. Nếu không may bị ngộ độc nấm, trong vòng 2 tiếng đầu khi có dấu hiệu ngộ độc phải gây nôn, sau đó ngay lập tức đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời. Sau khi tiêm chất làm đầy với giá 25 triệu đồng tại một khách sạn, cô gái ở thành phố Hồ Chí Minh phải nhập viện với hai bên ngực sưng đau. Vài ngày sau, khối áp xe trên ngực tự vỡ, chảy mủ và chất làm đầy tràn ra ngoài. Bệnh nhân là một cô gái 26 tuổi ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời kể, khoảng 3 tuần trước, cô gái thấy một tài khoản Facebook ở Hà Nội quảng cáo dịch vụ tiêm filler tăng kích cỡ ngực rất hấp dẫn. Sau khi liên hệ, hai bên thỏa thuận giá cả và thời gian, sau đó nhân viên ở Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thuê khách sạn để tiêm filler cho cô gái và vài người khách khác. Bệnh nhân cho biết đã được tiêm 350cc dung dịch với giá 25 triệu đồng vào ngực. Sau khi tiêm, hai bên ngực cô bị đỏ và đau. Cô gái đến bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh khám trong tình trạng hai bên ngực sưng to, đỏ và có mủ. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thảo Hiền, khoa thẩm mỹ da đã thăm khám và ghi nhận vùng ngực phải của bệnh nhân bị phù nề, hồng ban, có khối áp xe lớn ấn đau, vùng ngực trái cũng có khối kích thước tương tự. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh chất làm đầy rải rác trong mô mềm, có ổ áp xe lớn. Bệnh nhân được quyết định phẫu thuật cho người bệnh để nạo rửa mủ. Thực ra là cái bản chất của nó là đưa một lượng lớn filler vào trong ngực để cho là để định hình cái khuôn ngực. Nhưng mà thực ra thì cái phương pháp này là một cái phương pháp nó không an toàn, bởi vì là cái lượng filler đưa vào trong ngực quá lớn, lớn hơn nhiều so với khi mà mình tiêm filler ở các vùng trên khuôn mặt ấy, thì nó sẽ có thể dẫn đến những cái biến chứng, ví dụ như là kích ứng với filler này đấy, hoặc là tự như là khi ngực mà mình nằm, khi mà mình di chuyển tư thế cũng dẫn đến cái tình trạng là cái filler nó di chuyển, nó không định hình được tại vị trí cố định. Còn biến chứng nguy hiểm hơn là khi quá đưa một lượng lớn, quá nhiều filler vào trong ngực, nó sẽ xảy ra tình trạng đó là chèn ép mạch máu vào các tổ chức, nó sẽ dẫn đến tình trạng hoại tử. Theo các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, chất làm đầy tăng kích thước vùng ngực tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hại cho người bệnh. Trong đó, người bệnh có thể bị tắc mạch do chèn ép mạch máu vì tiêm lượng quá nhiều, gây thiếu máu cấp dẫn đến hoại tử vùng ngực, tắc mạch do tiêm chất làm đầy vào mạch máu, gây hoại tử vùng ngực hoặc thuyên tắc mạch máu phổi và tim dẫn đến tử vong, áp xe ngực, u hạt viêm do phản ứng dị ứng của cơ thể với vật lạ, chất làm đầy, sẹo sơ hóa, rối loạn sắc tố da, u cục dưới da do tiêm quá đông. Thưa quý vị, thời gian gần đây tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã liên tiếp xảy ra 2 trường hợp tử vong liên quan đến việc lấy mật ong. Theo đó, một người ngã cây khi lấy mật và một người bị ong đốt đã dẫn đến tử vong. Mật ong là một loại thực phẩm dinh dưỡng tự nhiên, giá trị kinh tế từ mật ong mang lại cũng khá cao. Hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi vào độ tháng 6 tháng 8 hàng năm, mật đã chín và chất lượng hơn nên người dân lại đổ xô đi săn mật. Qua 2 trường hợp tử vong trên, ngành chức năng tại tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân khi thực hiện lấy mật cần phải sử dụng các biện pháp an toàn, mang đồ bảo hộ, kiểm tra mức độ an toàn khi leo trèo, mang dây đai bảo hộ. Khi bị ong đốt, cần phải thực hiện các bước ban đầu, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực bị ong đốt, lấy kim chích ra khỏi cơ thể và theo dõi biểu hiện của nạn nhân. Trường hợp bị ong đốt nhiều ở vị trí trên cơ thể hoặc có những biểu hiện khó thở, đau nhức nhiều, phù mặt, tiêu chảy, cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết, nếu bị ong đốt nhiều nốt hoặc bị đốt ở các vị trí như đầu, mặt, cổ, bị dị ứng với nọc ong, bị sốc hoặc bị nhiễm độc có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đầu tiên nó gây tổn thương ngay cái chỗ vị trí đốt, gây đau và gây hoại tử. Sau đó nó vào trong máu, nó gây tổn thương, nó gây vỡ hồng cầu, nó gây tổn thương cơ, gây tổn thương thận, suy thận và gây ảnh hưởng đến máu, làm cho máu rối loạn và rất dễ chảy. Chúng ta gọi là rối loạn đông máu, rồi để làm giảm tiểu cầu, giống như tương tự như rắn độc cắn. Thế rồi trượt nặng, nhiều đốt cũng có thể gây ảnh hưởng đến tim, gây tổn thương cơ tim với suy tim, đấy, có thể gây chảy máu phổi, gây tụt huyết áp, gây suy hấp rất nhiều các biến chứng. Mới đây bệnh viện Việt Đức vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ 37 tuổi tại Bắc Giang bị chấn thương mù một mắt, cụt 5 ngón tay phải, một mảnh nhựa đâm ngang khí quản cổ và vô số vết thương nham nhở toàn cơ thể. Nguyên nhân là do chiếc điện thoại đang sạc bỗng phát nổ.
bệnh nhân là chị TTC, 37 tuổi, quê Bắc Giang. Trước khi đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu, vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 8, nữ bệnh nhân được sơ cứu tại một cơ sở y tế khác. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Tài, khoa phẫu thuật chấn thương chung cho hay, bệnh nhân vào viện trong tình trạng da niêm mạc nhợt, thương tích từ đầu đến chân. Các bác sĩ khoa phẫu thuật chấn thương lập tức đi cấp cứu, đẩy ngay bệnh nhân tới phòng mổ. Thầy thuốc từ nhiều chuyên khoa được huy động để phẫu thuật cho người phụ nữ được xác định đa chấn thương nặng này. Trong khi phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình chung khâu khí quản và các vết thương vùng mặt, gắp từng dị vật tại các vết thương lớn, làm sạch các vết thương còn lại, thì phẫu thuật viên chuyên khoa tiêu hóa tiến hành nội soi, thăm dò ổ bụng để phát hiện các chấn thương sâu trong các tạng bụng nếu có. Với tổn thương ở mắt, Bệnh viện Việt Đức mời ekip các bác sĩ từ Bệnh viện Mắt Trung ương trực tiếp sang phẫu thuật, múc nhãn cầu phải bị vỡ. Cùng đó, cuộc hội chẩn giữa phẫu thuật viên tạo hình vi phẫu và chấn thương chỉnh hình với các chuyên gia nhận định bệnh nhân buộc phải tháo mỏm cụt toàn bộ ngón tay bên phải do bị dập nát hoàn toàn. Bác sĩ Tài đánh giá, 3 ngày sau vụ tai nạn, đến sáng ngày 9 tháng 8, tình trạng bệnh nhân tương đối ổn định. Tuy nhiên, chức năng chi thể của bệnh nhân bị hạn chế, đặc biệt là khả năng lao động của bàn tay phải gần như không còn. Mỗi năm, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận khoảng 2-3 bệnh nhân chấn thương vì thói quen dùng điện thoại khi sạc. Tuy nhiên, đây là ca bệnh nặng nhất, gây ảnh hưởng chức năng nhiều cơ quan nhất. Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng điện thoại khi đang cắm sạc cố định hoặc sạc dự phòng. Các bác sĩ tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai mới đây đã nuôi sống thành công một bé gái chào đời ở tuổi thai 22 tuần 4 ngày, cân nặng lúc sinh chỉ 400g. Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh sinh non có tuổi thai và cân nặng nhỏ nhất trong các bé sinh non tại Việt Nam được nuôi sống thành công. Kể về hành trình một năm nuôi con, gia đình bé An Chi vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc mới như ngày hôm qua. Mẹ bé An Chi kể bé đến với gia đình như một sự bất ngờ khi mà trước đó vài tháng chị mới bị COVID-19. Khi đó chị vừa đi học vừa đi làm, cường độ đi lại gấp nhiều lần so với bình thường. Thêm vào đó, việc áp lực trong công việc cũng có thể là lý do khiến chị bị lên cơn co và có nguy cơ sảy thai. Ngày 2 tháng 8, 2022, chị bị vỡ ối và nhiễm trùng ối, được người nhà đưa vào khoa sản Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Khi đó, các bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch, ối đã bị cạn và nhiễm trùng phổ rộng, có nguy cơ khó giữ được em bé. Sáng ngày 3 tháng 8, 2022, Phó giáo sư Phạm Bá Nha, trưởng khoa sản đã chỉ đạo các bác sĩ cùng toàn bộ ekip đỡ đẻ cho bệnh nhân. Đúng 8 giờ 45 phút ngày 3 tháng 8, 2022, nhân viên y tế đưa bé vào lồng ấp và hỗ trợ bình thở oxy cầm tay, đưa xuống cấp cứu tại trung tâm nhi khoa. Bé An Chi được nằm điều trị trong lồng ấp 3 tháng 4 ngày, sau đó các bác sĩ cho ra ngoài phòng điều trị tích cực. Lúc này, gia đình vào chăm sóc trực tiếp cho cháu dưới sự hướng dẫn tận tình của các y bác sĩ, điều dưỡng của trung tâm nhi khoa. Hành trình sống kiên cường của bé An Chi từ chỗ nằm lồng ấp, chỉ nhỏ xíu như chú chuột hamster, xung quanh là máy móc, dây chuyền chằng chịt. Sau một năm đã nặng 6,4 kg, chiều cao 67 cm và tình trạng sức khỏe bình thường. Tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế diễn ra bằng nhiều hình thức, có nhiều người mượn thẻ của người khác để khám chữa bệnh, có những hiện tượng như một mắt phẫu thuật phaco 2 lần sử dụng thẻ của người đã chết, hay trong đó cùng một thời gian có người khám bệnh tại hai cơ sở y tế. Đây là những thông tin được đưa ra tại hội nghị tập huấn kiến thức về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc các cơ quan thông tấn báo chí năm 2023 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức. Thống kê từ Trung tâm Giám định Bảo hiểm Y tế và Thanh toán đa tuyến, từ năm 2019 đến thời điểm này, cơ quan Bảo hiểm Y tế đã phát hiện khoảng gần 2,9 triệu lượt người dùng thẻ Bảo hiểm Y tế đi khám bệnh trên 20 lần một năm, hơn 725.000 người khám trên 50 lần một năm và hơn 10.400 người sử dụng thẻ trên 100 lần một năm với số tiền thanh toán Bảo hiểm Y tế lên đến gần 54 tỷ đồng. Sau thời gian kiểm soát, tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế ở hình thức này đã giảm. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, chỉ còn phát hiện 31 trường hợp sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên 100 lần, gần 1.400 người sử dụng thẻ trên 50 lần và 117 người sử dụng thẻ trên 20 lần. Ngoài ra, theo ông Đức, còn có các hình thức trục lợi khác như mượn thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh. Điển hình có trường hợp phát hiện mượn thẻ bảo hiểm y tế khi thể hiện trên hệ thống là đã cắt tử cung nhưng vẫn thanh toán bảo hiểm y tế phẫu thuật sinh đẻ, hay cắt toàn bộ dạ dày đến 2 lần hoặc mổ phaco 2 lần cho cùng một bên mắt trong thời gian ngắn. Lại có người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người đã chết đi khám bệnh hoặc là mượn thẻ của người khác đi khám bệnh và tử vong khi làm giấy chứng tử mới phát hiện người chết vẫn đang sống. Từ khi vận hành hệ thống giám sát, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã từ chối chi trả bảo hiểm y tế và thu hồi hơn 10 tỷ đồng với nhiều hình thức trục lợi bảo hiểm y tế. Để ngăn chặn tình trạng này, theo ông Dương Tuấn Đức, cần sửa đổi quy định pháp luật về bảo hiểm y tế theo hướng thiết lập các gói quyền lợi bảo hiểm y tế dựa trên chi phí hiệu quả, thực hiện cơ chế chi trả theo hiệu suất đầu ra có kiểm soát việc chuyển tuyến, thông tuyến, quy định đầy đủ các chế tài, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quản lý khám chữa bệnh, giá thuốc, vật tư y tế. Cùng đó, thực hiện hiệu quả quy trình giám định bảo hiểm y tế, kết hợp giám định điện tử và giám định chủ động, khai thác các công nghệ tiên tiến trong kiểm soát chi khám chữa bệnh. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin y tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 20 giờ ngày mai.